Gì vậy bà nội? Dạ em đang tìm kiếm khách hàng cho anh. Cái gì? Em đang tìm kiếm khách hàng. Khách hàng gì ở đây? Khách hàng đó, anh đó, anh đang là đối tượng tìm kiếm của em đó. Thôi đi chỗ khác đi. Gì vậy? Nó có, để em coi. Tôi đâu bị ghẻ lỡ gì đâu bà nội. Trời ơi, em tìm kiếm khách hàng, anh để cho em mừng việc. Khách hàng gì? Em tìm kiếm khách hàng để mừng việc. Rồi, biết rồi. Gì? Có bảo hiểm phải không? Không có. Tôi không có mua thì chỗ khác đi. Bán bảo hiểm ai mặc đồ mà lè lẹt như tôi đâu. Ra coi. Không có làm móng tay móng chân đâu, đi. Trời ơi anh ơi, em đâu có làm móng tay móng chân đâu anh. Không có hất tóc gì luôn, đi nha. Hất tóc gì? Thôi bây giờ anh làm ơn đi, bỏ ra 20 phút lắng nghe em nói rồi anh biết em sẽ làm nghề gì nha. Trong cuộc sống lo toan hiện nay có nhiều điều chúng ta phải suy nghĩ đúng không? Và khi mà chúng ta suy nghĩ nhiều quá thì cuộc sống bắt đầu trên đầu chúng ta sẽ xuất hiện nhiều loại tóc như tóc sâu, tóc bạc, tóc ngứa đó. Nhưng bây giờ mình phải thanh toán những con tóc đó đi, bởi vì sao nó làm cho mình già đi, xấu đi, gia đình, vợ con, ba mẹ, dòng họ, dì dượng đó, nói chung là nguyên cái dòng họ nhà anh đó. Nhưng mà đôi khi phải người ta lúc nào cũng rảnh, người ta giúp anh nhổ tóc đâu đó. Nếu mà không có ai giúp thì hãy tìm tới em, dịch vụ mới lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà làm gì? Nhổ tóc bạc dạo. Trời ơi, nhổ tóc bạc mà cũng có dạo nữa hả? Chứ sao anh bây giờ có làm móng dạo, đi bán dạo, cái gì cũng có dạo thì có nhổ tóc bạc dạo thôi. Trời ơi, sao em làm trong tiệm mà đi nhổ dạo? Trời ơi, làm trong tiệm bây giờ anh nghĩ đi, làm trong tiệm bây giờ mướn mặt bằng nè, đúng không? Tốn tiền nè, nhiều thứ phải nảy sinh lắm, bây giờ em nhổ tóc bạc dạo. Giống như anh không có thời gian đi tới tiệm em, sẵn sàng tìm tới anh và nhổ tóc bạc cho anh, đúng không? Tiện hơn quá mà. Nghĩa hả? Dạ. Trời ơi, cũng có nghề này nữa hả? Có. Mới hả? Mới, mà em nhìn thấy tóc anh bạc nhiều lắm nên bây giờ nhổ nha. Chết cha. Sao mình mới nhuộm tóc mà sao nó biết tóc mình bạc trời? Trời ơi, quan trọng là cái chân tóc của anh nè, chân tóc anh bạc nè. Nhuộm là sao nhuộm vô được chân tóc? Vậy hả? Ừ. Cũng đây, được. Bây giờ vậy đi ha. Sao? Ngắn gọn chính xác là đây. Em có một cái gối nhỏ nhỏ đó, dễ thương đó. Trời. Anh nằm xuống đây. Đó. Chuyên nghiệp luôn vậy hả? Chuyên nghiệp dạo mà anh. Vậy hả? Dạ, anh nằm xuống đây bây giờ em nhổ tóc bạc cho anh. Anh yên tâm, nhổ tóc bạc ngoài đó còn phục vụ văn nghệ và tư vấn miễn phí. Vậy hả? Dạ. Rồi thử cái coi. Dạ, nằm xuống đi anh. Nằm đây dạ, hả? Dạ, nằm. Này giờ ví dụ để cao cao được không? Được. Đó, được. Cho nó dễ, thoải mái dạ. Đó, đô nghe. Đây, thấy không? Rồi. Kính lấp, nhíp. À, nhờ cái này mà thấy tóc bạc hả? Chứ sao, cái này là trời ơi, hay lắm đó anh. Rồi. Nhìn vô tới đâu cũng thấy. Trời ơi, thiệt. Nhờ tóc bạc hả? Nhờ tóc bạc. Rồi, gắng nhớ nha. Trời anh ơi, tóc bạc anh nhiều quá vậy anh? Nhiều lắm, biết sao không? Thời buổi này mà, thời buổi kinh tế thị trường mà. Đúng rồi. Lo cho gia đình nè, lo cho bà con dòng họ nè. Đúng rồi. Lo cho vợ nè, cho con nè, rồi cho xã hội nữa. Đúng rồi. Tấm thân nhỏ bé mà lo quá nhiều nên suy nghĩ nhiều, tóc bạc dữ lắm. Trời ơi, suy nghĩ của anh cao cả, lo cho xã hội luôn. Đúng, tóc bạc là sao? Tóc bạc là nguyên nhân chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Đó, có những người tại sao một đêm tóc đen, sau một đêm suy nghĩ dài dằng dặc, ngày mai tóc bạc trắng la giấy, suy nghĩ nhiều mà có khi ảnh hưởng của gen đó nha. Ủa? Sao vậy anh? Trời mưa hả? Đâu có. Kinh kỹ xíu nha. Xin lỗi. Tóc bạc nhiều quá. Đây, nói chuyện tóc bạc kể cho cô nghe câu chuyện. Dạ, tôi dạ. Nằm tôi ngủ với con trai tôi. Dạ. Hiểu không? Xong nó thấy tóc tôi bạc. Dạ. Nó nói ba ơi, sao tóc ba bạc nhiều quá vậy? Dạ. Cái tôi mới nói là mỗi lần con làm hư một điều, con làm sai một điều là tóc ba bạc một sợi. Anh dạy con hay quá, rồi con anh có nói gì với anh không? Có, nó nói câu mà tôi cứng luôn. Nói sao? Nó nói con thấy tóc bà nội bạc trắng. Thằng nhỏ thông minh dữ ha. Ý nó nói là mỗi sợi tóc bạc trên đầu má anh là anh hư đốn đó hả? Mà hư nguyên bạc nguyên đầu hả? Bạc nguyên đầu luôn. Hiểu ha. Anh, với cái kinh nghiệm nhổ tóc bạc lâu năm của em thì qua một hồi nghiên cứu lại biết. Qua nhìn tóc anh thôi em đoán được số tuổi anh luôn. Nhiều. Nó nên anh 49 rồi đúng không? Trời hay quá vậy. Chứ sao? Mới 35 mà bà nội. Cái gì ghê vậy, 35 mà đọc bài trắng vậy ông nội? Thì đó, tôi nói cô rồi, công việc rồi mọi thứ nó dồn dập vô. Cho nên giờ tóc bạc trắng. Mặt trắng mấy đầu á. Mặt trắng mấy đầu, đúng rồi. Ê mà tôi hỏi thì cô. Cô làm thì chắc khách hàng nhiều lắm hả? Nhiều lắm. Làm dạo nè. Nhiều lắm. Mà sao lại chọn cái nghề này vậy? Trời đơn giản, bởi vì sao nghề này là em làm chủ chính bản thân em đó. Em muốn làm thì em làm, muốn nghỉ nghỉ. Đó có nhiều người gọi tới em ơi nhổ hôm nay. Nó thẳng như mặt không rảnh. Hôm nay không thích nhổ, không hưng. Mà sao không làm ví dụ như nhuộm tóc hay là cắt tóc mà lại là nhổ tóc bạc? Trời anh ơi, em hỏi anh nhuộm tóc, cắt tóc, bút tóc đen ra phải nhuộm lại. Còn bây giờ sao? Tóc bạc. Mà bạc một lần là bạc hoài. Hiểu không? Tóc bạc một lần bạc hoài mà anh nghĩ đi, tóc mà nguyên một đầu mình nhổ mình tính nè. Mình tính tiền là mình tính trên cộng tóc, hiểu không? Anh nghĩ đi, mà tóc bạc nguyên một đầu thì nhổ biết ra trời cho nó hết. Đúng rồi. Bạc. Với lại trong cuộc đời mà ai trong đời mà không bạc, đúng không? Đúng. Hay. Bây giờ tới chương trình nhạc phục vụ văn nghệ nha. Có luôn hả? Bây giờ là anh thích thơ hay thích nhạc trước? Thơ đi. Thơ hả? Bây giờ anh làm thơ nha. Rồi. Bài thơ này. Thơ. Bài thơ rất là ý nghĩa. Tôi hái thơ lắm. Tôi là cũng giỏi thơ lắm á. Vậy hả? Ừ. Vậy bây giờ anh em đọc thơ anh Bình thơ nha. Buổi sáng tinh sương. Buổi sáng tinh sương. Hay.
Mặt trời ló dạng. Hay. Buổi trưa nắng hạn. Hay. Mặt trời lên cao. Đúng. Tiếp, buổi tiếp. Tối trăng sao, rồi trăng lại lặn. Đúng rồi. Thấy không? Ủa, mà dự báo thời tiết hả bà nội? Đâu có. Làm thơ mà. Thôi nghỉ đi, nghỉ đi. Sao vậy? Đó, này, làm thơ vậy, làm thơ. Nè, coi tôi làm thơ nè. Dạ. Hôm qua tát nước đầu đình, em lội xuống nước cái quần mất tiêu. Được, được, được. Em được, thu được. Thập thơ của anh vô cái tập thơ của em để đi phục vụ khách hàng đó. Bây giờ xong thơ tôi giờ tới ca nha. Ca nhạc đi. Ờ, ca nhạc. Đây. Ờ, bài này tâm đắc của em nè. Ừ. Ôi trái tim tình si. Ôi trái tim tình si, trái tim tình si. À, trái tim tình si. Mãi quên quên người đi. Anh nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá. Cái gì vậy, cái gì vậy? Ờ, gì đâu, giao lưu. Giao lưu hả? Đau nha. Nằm yên nha, nhổ nha. Rồi anh ơi, quá trời rồi. Quá trời rồi, bây giờ sao? Tính tiền nha. Hả gì? Tính tiền. Tiền gì? Tiền cho tóc bạc. Ủa, tính tiền hả? Dạ, tiền? Nè, anh coi đi, nè. Anh thấy không, tóc bạc một đống nè, bây giờ em tính nha. À, tiền công nhận tóc bạc là 100.000, à, tiền phục vụ cho 100.000, bo thêm 100 nữa là 300. Dạ, nếu anh muốn bo hơn nữa thì cứ tự nhiên, không sao. Sao tôi thấy tôi giống con mà quá vậy? Sao vậy anh? Tự nhiên đưa tiền vậy đó hả? Ờ, tại vì nãy giờ em nhổ nè. Hồi nãy giờ có làm gì đâu, bà ngồi bà làm thơ tào lao xong bà nhổ mấy cọng tóc đen không tóc bạc bà không nhổ. Bà rảnh quá vậy, tự nhiên đâu ra 300 ngàn ở đâu ra. Ủa trời anh ơi, cái gì vậy? Nói chứ hồi nãy anh nói đồng ý nhỏ thì tôi mới nhỏ cho anh, chứ bây giờ nó ngang là sao? Xin lỗi cưng nghe, nói cưng nghe nè, mình vô trong bio mình cũng phải bóp gì vậy mình mới đưa tiền. Nãy giờ có bóp. Anh nãy giờ anh bắt đùi tôi rồi, nói gì vậy hả? Đó là tại vì tóc tôi vạch tóc cho tôi, thấy tôi vạch tóc nè. Anh đừng có tạo nè, anh nằm ở đây sao mà vạch tóc được. Đây làm lại cho cô coi, nãy vô dài năm dài đúng không? Này đáng lẽ nếu mà tôi bóp vậy nè. Đó là bóp, hiểu không? Đầu nãy giờ làm mình tôi làm tôi chị ơi, đây tóc đây nè, tóc này. Nó quíu cái ngón tay nó quíu nó dính đây nè. Còn nếu mà thật sự mà dê mà trong bi om á là gì nè. Ê, là nè, nè bây giờ tôi tính thêm 200 nữa nha. Nè đừng có nói ngay. Không, mình ngồi nói chuyện đó thằng các bạn. Nói làm sao để cho chị hiểu. Không, nhưng mà nè, đây tôi kể chị nghe, trong bi om á là không phải là ngồi vậy đâu. Trong bi om nó ngồi vậy nè. Đây, ngồi sát vậy nè. Chỉ cho chị để chị biết. Bữa sau đi làm đừng bị gạt. Đó, bi om này là con nhỏ này á là nó bắt buộc nó phải để về. Hiểu không? Mà thằng bi om là nó cứ dơ là bắt buộc nó xỉn là nó phải ập mặt vô đây. Hiểu không? Bay. Lâu lâu mà nó sung lên là nó ôm vậy nè. Là nó hung cái nữa đó thì người ta mới bo 300 ngàn. Còn chị á là nãy giờ chị để luôn rồi, hôm nay cái chị nhỏ tóc đâu có làm gì đâu mà bo. Chị thấy hợp lý không? Quá hợp lý chứ. Mà tôi giờ tôi cũng ơi khách tôi tới rồi, tôi đi nha. Khách tôi tới rồi. Anh làm gì mà có khách vậy? Chạy xe ôm. Chạy xe ôm tiền là bo vậy nha. Vậy là tôi lỗ hả? Rượu thơm. Chà, thơm quá ta. Rượu ngon còn có bàn hiền nữa, cuộc đời còn gì bằng nữa. Làm cái coi chơi. Ê bậy ơi. Cái gì vậy? Mày sao mày ăn nhậu bao nhiêu lần với tao mày không có để ý cái tính tình vậy? Mình nhậu là mình phải có ngăn nắp, có phải có quy tắc. Là sao? Mình nhậu ví dụ như nè, bây giờ tao hỏi mày nè. Chai rượu này là của ai? Của tao đem qua. Con cá này là của ai? Của tao đem qua luôn. Căn nhà này là của ai? Của mày. Có phải là chủ nhà không? Thì đúng rồi, mày hỏi kỳ mày. Chưa uống mày sai hả? Tiên chủ hậu khách. Đây, mày đưa tao đây, tao giải thích cho mày nghe. Đây nè, có phải tao là chủ nhà mà mày qua đây mày mời tao đúng không? Mày mời tao uống rượu đúng không? Thì tao phải uống, đúng không? Đúng. Ê, sao mày uống mày? Tao ví dụ thôi. Tao ví dụ cho mày hiểu thôi, đây nè. Đó, bây giờ tao rót lại cho mày hiểu nè. Đó, mày có rượu, có cá, mày qua đây là nhà của tao. Mày mời tao uống mà chẳng lẽ tao không uống? Tao không uống thì coi như là tao khinh mày rồi, đúng không? Đúng là có phải gì rồi, tao ví dụ thôi mà tao lỡ uống đúng không? Là có phải tao sai không? Mà sai là cái gì, làm đúng thì thử, mà sai là phải phạt đúng không? Đúng rồi. Sai là tao phải phạt thôi. Ủa mày đang thí dụ mà mày uống hoài vậy? Tao ví dụ cho mày hiểu, tức là cái đầu tiên là ví dụ, còn cái này là tao sai nè. Mày sai là phải phạt nè. Đúng thì rồi. Bây giờ tao rót lại nè. Tao rót lại tao ví dụ cho mày hiểu. Không phải tao muốn uống, mà tại vì đây là một cái cuộc vui. Mình là bình đẳng với nhau. Thưởng là đúng mới thưởng, sai là phải phạt. Là tao đã sai rồi, tao đã ví dụ tao đã sai rồi mà tao còn sai, tao còn uống thêm một cái ly sai nữa thì có phải cái sự sai nó quá nhiều đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Thì nó phải đáng bị phạt đúng không? Đáng bị phạt, có phải là phạt là tao phải bị phạt đúng không? Đúng rồi đó. Ủa sao mày có lỗi mày tự phạt hoài vậy? Có lỗi là phải bị phạt, cuộc sống mà lỗi và phạt. Thôi nhưng mà tao không muốn mày có lỗi nữa. Rồi bây giờ mày nói đi, bây giờ có phải cái này của mày đem qua không? Thì cái này là của tao đem qua. Cái nhà là phải của tao không? Phải. Vậy có là nếu như mày không đem qua mày ở nhà mày nhậu một mình được đúng không? Còn tao mà không có bia rượu là không có gì để nhậu, có cái nhà không đúng không? Cái này là đúng à? Nãy giờ là đúng, tao nói đúng hết. Bây giờ nói về phần mày nè.
Bây giờ là chai rượu này của mày nè. Đúng rồi, chai rượu này của tao. Vậy là tao uống đúng không? Mày sai một chỗ. Sai cái gì? Mày sai một chỗ, tại sao đi qua nhậu mà nãy giờ mày để một mình tao uống? Một mình tao nói. Thì có phải là mày sai không? Mày, à, tao sai. Mày cảm thấy mày có lỗi đúng không? Ừ. Đây tao phạt mày luôn. Đây đây đây. Rớt rồi. Ờ như đây đủ rồi. Tao tự phạt tao nghe. Đúng, phải phạt có lỗi. Khoan dừng lại. Cái gì nữa? Mày bậy. Mày uống mày không hề nói tao một tiếng, không mời tao một tiếng, có phải là mày sai không? Ờ này sai thiệt à. Mày sai đúng không? Nếu mà mày sai thì tao có phải tao đúng không? Ờ. Thì đó thì tao phải uống thôi, sao mày uống được. À, oh. Đó. Mày gãy đầu cái gì? Mày gãy đầu cái gì? Cuộc sống này mình có bạn bè nhậu là mình phải vui. À. Còn nãy giờ mày không thích nhậu tao mày nói một tiếng đi, mày không thích nhậu đúng không? À. Nãy giờ mày bực rồi, tại sao tao uống mày không muốn đúng không? Ờ đúng rồi, đi đây rượu đem ra mày uống còn vô đây à. Ok. Tao cũng không thích ngồi nhậu với người không thích bạn của mình. À. Bây giờ mày không thích nhậu với tao đúng không? Ừ. Tao đi. Ờ mày ra đi, tao để tao uống cho. Khoan, đã. Này từ từ, cái gì cũng phải có cái nguyên nhân của nó. Bây giờ cái luật nhậu là sao? Vào ba đúng không? Đúng rồi. Ra bãi đúng không? Bây giờ tao đang nhậu với mày đúng không? Tao bỏ nó đi đúng không? Là phải tao sai không? Là tao bị phạt tao 7 nè. Đó, 1 nè. Sáu rồi, còn có ly tao đi rồi. Còn một ly tao đi rồi. 7 nè. Bây giờ muốn nhậu mình mày nhậu đi. Ờ. Khoan đã, mày đừng uống vội, mày đừng uống vội. Tao giải thích cho mày nghe nè. Mày đi đã rồi mà. Cái luật ăn nhậu là tao đi rồi nhưng mà tao cảm giác trong người mình là không được, sai. Sai chỗ nào? Đang nhậu với bạn mà bỏ đi thì tao sai đúng không? Ờ. Bây giờ tao quay lại, mày đừng uống. Đúng. Nhưng rồi. Mà cái luật ăn nhậu nó phải có cái lý do. Lý do gì? Vào ba ra bảy mà nãy tao đi tao ra là tao bảy rồi mà vào tao chưa có ba nè, giờ tao ba nè. Ba. Đó, thấy chưa? Quá hợp lý, thấy không? Cuộc sống này nó là như vậy. Ờ. Thấy không? Cái gì cũng phải có cái lý do nó, nguyên do nó. Thấy không? Đây nè, là ta giải thích luôn, còn một ly cuối nè. Rót đầy luôn nè. Cái tình bạn hữu mình là nằm ở ly đầy, tràn đầy tình nghĩa nè, hiểu không? Ừ. Đây. Đây là một cái ly rượu. Ờ. Đáng lẽ là anh em mình uống là phải chia đôi. Đúng rồi. Nhưng mà tao là một thằng khốn nạn, tao tự thấy có lỗi luôn mà. Muốn nhậu thì nhậu, muốn đi đi, muốn vô thì vô, là tao quá bậy. Tao xin phép uống hết ly này, tà tội với mày. Ok chưa? Cảm ơn mày đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay. Bây giờ tao thấy có lỗi quá. Bây giờ mày có thể đi mua chai rượu khác về tao tà lỗi với mày được không? Cái gì kỳ vậy? Chai rượu tao đem qua rồi mày lấy mày uống hết rồi, giờ mày còn xúi tao đi mua nữa hả? Đừng buồn và tuyệt vọng. Đây, bây giờ hết rượu phải không? Đây. Tà lỗi với mày bằng cá. Riêng về con cá lóc này nó giòn là gì? Nhờ cái dãy nè. À. Cái dãy rất giòn, tao nhường mày cái dãy, còn cái mình